Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói bạn một cái vấn đề là khi các bạn mà làm xong cái bộ báo cáo tài chính gồm có 4 báo cáo á, bảng nối kế toán, kết quả nhanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh, thì các bạn làm xong rồi, các bạn phải đảm bảo rằng 4 báo cáo này nó đúng thì các bạn mới nộp cho cơ quan thuế, được không? Vậy hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn khi các bạn làm xong rồi á thì làm sao các bạn biết 4 báo cáo này nó đúng, 4 báo cáo này nó có mối quan hệ với nhau như thế nào. Thì đây các bạn, thì sau khi mà các bạn làm xong cái báo cáo về bảng cân đối kế toán nè, thì làm sao các bạn biết nó đúng các bạn? Thì đầu tiên ấy, các bạn phải xem cái mã 270 nè. Mã 270 nè các bạn. Nó phải bằng mã 440. Rồi được chưa? Mã 270 nó sẽ bằng mã 440. Tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai các bạn phải xem cái 421B nè. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này. Nguyên tắc nó phải bằng mã 60 của kết quả kinh doanh. Nguyên tắc nha, nó phải bằng. Nếu công ty không chia lợi nhuận gì hết, tại vì kết quả của hoạt động kinh doanh nếu mà là thì nó làm cho tổng tài sản của mình tăng lên bằng đúng cái mã 421B này, tức là lời của kết quả kinh doanh nó làm cho tổng tài sản của mình tăng lên, tức là mã 421B để ghi số dương. Còn kết quả kinh doanh mà lỗ thì nó làm cho tổng tài sản của mình giảm xuống, đó chính là mã 421B này. Rồi vậy hai ý nha, khi làm xong bảng cân đối kế toán thì các bạn xem mã 440, tổng nguồn vốn phải bằng mã 270. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mã 421B này nó phải bằng với lại kết quả kinh doanh mã 60, còn không bằng là các bạn phải in cái sổ cái của 4211 và 421 hai ra các bạn xem vì sao nó không bằng. Vì về mặt nguyên tắc là cái 421 đây nè, nó chỉ có cái nghiệp vụ hạch toán từ 911 chuyển qua thôi các bạn. 421 nó chỉ có nghiệp vụ từ 911 chuyển qua thôi, nó đối ứng từ 911 và nó đối ứng từ trích lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông hết, chứ nó không có hạch toán những cái nghiệp vụ gì chi phí không hợp lý ở đây. 421B nó luôn luôn là nó chỉ đối ứng với 911 thôi. Nếu mà lời thì là nợ 911 có 421 2, còn nếu mà lỗ thì mình sẽ ghi nợ 4212 có 911. Ngoài ra nó chỉ có thêm một cái nghiệp vụ là phải chia cổ tức cho cổ đông, là nợ 421 có 3388 hết. Nó chỉ có hai tình huống đó thôi, chứ nó không có được cái tình huống là nợ của 4212 và có 111 là chi phí không hợp lý ở đây. Rồi, hiểu chưa? Như vậy là kiểm tra xong bảng cân đối kế toán, kiểm tra xong kết quả kinh doanh, bây giờ chúng ta qua lưu chuyển tiền tệ. Thì sau khi mà lập lưu chuyển tiền tệ xong thì 100% cái mã 70 đây nè, cái mã 70 của kỳ này nha, của năm nay, mã đây nè, nó phải bằng với lại mã 110 trên bảng cân đối kế toán, bằng với lại mã 110 trên bảng cân đối kế toán các bạn. Của số cuối năm các bạn đọc phút đây nè, cái mã 110 nó ghi là tiền và các khoản tương đương tiền, là mã 110 đúng không? Các bạn qua lưu chuyển tiền tệ nó y hệt như vậy luôn, nó ghi là tiền và gốc và các khoản tiền cuối kỳ nè. Như vậy là hai cái mã này nó phải giống nhau. Nhắc lại nè, khi các bạn làm xong lưu chuyển tiền tệ thì cái số năm nay nè là cái mã 70 nè, nó phải bằng với lại mã 110 trên bảng cân đối kế toán của số cuối năm. Rồi được chưa? Và đồng thời là cái mã 70 của năm trước, cái mã 70 của năm trước lưu chuyển tiền tệ nè, nó phải bằng với lại mã 60 tiền và tương đương tiền đầu kỳ nè của số năm nay. Hai cái này nó bằng nhau đúng không? Mã 60 của năm nay của lưu chuyển tiền tệ nó phải bằng mã 70 của lưu chuyển tiền tệ năm trước. Rồi được chưa? Ok, hai ý. Như vậy là ba ý. Như vậy là các bạn đã biết cách kiểm tra bảng cân đối kế toán. Sau khi làm xong làm sao biết đúng hay sai, nó có mối quan hệ với bạn kết quả kinh doanh như thế nào. Sau khi làm lưu chuyển tiền tệ xong, các bạn đã biết cách kiểm tra làm sao biết nó đúng, nó có mối quan hệ với bảng cân đối kế toán như thế nào. Thì còn một báo cáo nữa, đó chính là báo cáo gì các bạn? Thuyết minh báo cáo tài chính. Như vậy sau khi mà các bạn làm ba báo cáo đó xong rồi thì các bạn làm thuyết minh. Thuyết minh báo cáo tài chính tức là nó thuyết minh chi tiết số liệu cho bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Thì ví dụ các bạn xem nè, ví dụ đây là bảng cân đối kế toán đúng không?
các bạn thấy cột thuyết minh không? Đây cột thuyết minh này, ví dụ các bạn mở ra cái thuyết minh là 5 La Mã.1, tức là nó thuyết minh chi tiết tiền và cái khoản tương đương tiền là 2000 mấy tỷ nè. Các bạn mở ra cái thuyết minh 6 La Mã.1, mở ra nha, mở ra 6 La Mã.1 các bạn. Rồi ví dụ trên đây, đây đúng không? Rồi đây 5 La Mã.1 nè, đó các bạn hãy thấy tiền và tương đương tiền không nè, 2000 mấy tỷ nè. Như vậy khi mà các bạn làm thuyết minh xong thì 100% là nó, các bạn phải so sánh cái số liệu mà có hai dòng gạch ngang này nè, tức là cộng á, cái số này nè, nó phải bằng với lại cái số liệu tổng hợp trên bảng cân đối kế toán kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ thì các bạn mới thuyết minh mới đúng được. Tức là các bạn để ý đi, luôn luôn cái phần thuyết minh, nhắc lại là thuyết minh là nó thuyết minh chi tiết số liệu mà, chi tiết số liệu cho bảng cân đối kế toán kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Như vậy là cái số chi tiết trên thuyết minh nó phải bằng cái số tổng hợp trên ba báo cáo ghi chép, đúng không? Rồi tôi chỉ cần cho các bạn xem một cái chỗ này thôi nha, là 5 La Mã.1 và 5 La Mã.2 nè, các bạn thấy để ý số cuối năm thôi nè, 2001 tỷ nè, với lại 16 tỷ nè. Rồi dự phòng khỏi có đòi đúng không? Xem lại trên bảng cân đối kế toán nha, đây 2001 với lại 16 đúng không? Xem lại bảng cân đối kế toán, đây các bạn, 5 La Mã.1 nè, đó 2001 nè, đúng không các bạn? Với lại cái dự phòng nè, đó các bạn thấy không, 5 La Mã.2 là 16 nè. Ok, như vậy các bạn đã biết cách kiểm tra về 4 báo cáo tài chính chưa? Làm xong phải kiểm tra xem cái số liệu trên 4 báo cáo tài chính đó nó đã đúng hay chưa trước khi chúng ta nộp cho cơ quan thuế, để không thôi là làm sai rồi bắt đầu nộp bổ sung nữa, mất thời gian lắm. Rồi cảm ơn các bạn thấy video này hay hữu ích cho tôi một like, comment và share, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi ra nhiều video hơn. Cảm ơn các bạn, lên kênh YouTube bấm tự học kế toán nha, bấm tự học kế toán để chúng ta đăng ký cái kênh của tôi, nhớ bấm vô cái chuông nữa. Rồi chào tạm biệt các bạn.